Tao giờ này cũng để tháng này nhỉ. Dài mà nhìn nó dài còn đi câu cá này hay thôi thôi chán rồi. Chuyển cái chơi mất khác chán mấy bộ môn câu cá rồi. Câu cá thích mà câu mãi được con cá lặn chán. Xưa cũng có thời ở quê suốt ngày câu cá bán chim. Quê còn ngon cả đây ngoài này. Xưa mưa cũng đổ mũ còn được đón ra câu. Cứ đi học về là câu cá. Vâng. Mưa chính ra câu còn dễ hơn. Bữa giờ ngày đấy là chưa biết nguy hiểm gì thôi. Ngồi ghế lại chút. Cái gì? Linh cái đợt này tối nay là cắt được. Ở đâu anh? Linh. Linh giãn cách từ mấy hôm trước rồi anh? Ở đâu Bắc Linh anh? Bắc không căng một chỗ em rồi. Thành ra Bình em bây giờ mới căng. Thành là căng đấy. Ra Bình em bây giờ thì mấy ca bắt đầu chuẩn bị tòa. Không phải khu ấy nữa. Để mai vuông cái dài anh. Dài. Bắc Linh là căng mà. Bố em bảo là về quê tránh dịch. Giờ thành chỗ ó dịch luôn. Giờ quê tránh dịch. Thế Hà Nội dịch quá, về quê là quê có dịch luôn. Chống dịch. Được. Tấm nhìn ngồi đây vẫn nhìn thấy bánh xe mà. Năm ngoái thì ở đây dịch ở đây thì về quê. Năm nay dịch ở đây thì quê là về rồi. Về quê là còn nguy hiểm hơn trên đây.